xuân đến muôn hoa đua nở, mùa xuân đến con đi lễ chùa, vào chùa vái Phật linh thiêng. Mùa xuân đến hát ca reo mừng, mùa xuân đến mô vui rộn ràng, hương tâm ngát hương đón xuân về. It's a nice place, like also on the hill, so there's like a nice view also over the town. It's really impressive to be here, definitely, like what they have built here. Place for people to come here, to gather here. Ba Vàng là của mình là một cảnh quan kỳ kỳ đẹp của Việt Nam. Anh ấn tượng nhất là một đôi rồng mũm mĩm ở đoạn nào nhỉ? Đoạn nào anh cũng không nhớ. Thì lúc nào anh cũng cảm thấy là thanh tịnh. Đặc biệt là lúc nào cũng thấy là rất vui, mà đặc biệt là vui nhất là vui khi là nhất là mùa xuân. Mình nghĩ là chắc là cũng giống như tất cả các du khách khác, tâm trạng đến với chùa Ba Vàng thì rất là vui và rất là cảm thấy tâm trạng rất là thoải mái, cảm thấy rất yên bình. Không ngoài khung cảnh đẹp thì nó cảm giác khiến cho chúng ta cảm thấy là cuộc sống nó thư thái hơn và quên hết lo âu bộn bề của cuộc sống. Hiện tại thì em đã đang và sinh sống ở Thụy Điển 6-7 năm rồi ạ. Một nơi có thể du lịch tâm linh như chùa Ba Vàng thực sự mà nói đối với em thì là một trải nghiệm rất là thú vị và cũng khiến cho em hiểu rõ hơn về truyền thống của đất nước chính mình. Em thực sự cảm thấy là việc đi chùa chiến này thì nó khiến cho em cảm thấy tự hào khi mà Việt Nam có thể xây nên một ngôi chùa mang tính tâm linh và đậm chất văn hóa như thế này. Cúi đầu con lạy Đức Phật Thích Ca, cầu cho gia đình mạnh khỏe. The people working here, like they're very very nice people, like very very sweet. Cái lần gần đây nhất mình đến với chùa Ba Vàng cũng khoảng 5-6 năm rồi và hôm nay đến thì mình rất là bất ngờ và rất là ấn tượng với lại khung cảnh, với lại cái cách tổ chức để cho các du khách tham quan lễ chùa. Các Phật tử đều rất là thân thiện và hỗ trợ rất là nhiệt tình. Du khách cảm thấy rất là phấn khởi, cảm giác là giống như là đây ngôi chùa này dành cho tất cả mọi người ấy, giống như một ngôi nhà ấy. Năm nay là khoảng hơn 10 năm, năm nào cũng đến chùa Ba Vàng. Quê hương của cô mà, cô tự hào lắm, tự hào về quê hương Quảng Ninh cô. Có chùa Ba Vàng này, có chùa Yên Tử này, có Vịnh Hạ Long. Nhưng mà đầu năm xuân mới cô hay đến chùa Ba Vàng. Mọi người rất thân thiện, với lại nói chung là phong cảnh rất là đẹp. Thank you.